Hello, hello, xin chào anh em nhé. Là em Hiếu đây. Thì hôm nay thì em lên cho anh em một số đồ nghề nhé. Đấy, anh em chuẩn bị để mà mang cái bao tay vào đó. Chúc anh em một ngày làm việc tốt lành nhé. Rồi, đây thì hôm nay thì lên cho anh em mấy mẫu ấy của tật su này, anet này, đấy và có cả của tốt nữa. Đó. Để mang cái găng tay vào đã. Ok ạ, tiếp theo nha. Đấy, cơ bản là lúc em đeo găng tay vào thì bấm cái máy nó không ăn ấy, nên là em phải dùng tay trần để bấm máy. Rồi, đây. Giờ em sẽ đi vào video cho anh em nhé. Thì đây, đầu tiên đây là một bộ cờ lê nhanh đấy, đa năng của nhà Anet, model là AOA19F4 đấy. Đây là bộ cờ lê đa năng nhé, AOA19F4. Bộ này là một bộ khá là cao cấp của nhà Anet luôn, thực sự thì nhìn nó khá là xịn sò anh em ạ. Đấy, model là AOA19F4, anh em chuẩn tính. Đó. Đây để em mở cho anh em xem nhé. Đấy, một bộ đa năng cờ lê hoặc đa năng luôn. Anh em có thể nó có rất là nhiều size cho anh em lựa chọn nhé. Có từ 10 ly cho đến 24 nhé. 10, 12, 13, 14, 17, 19 và 21, 24. Đó là các size của em này. Và nó có đi kèm cho anh em thêm một đầu mũi vít 4 cạnh nữa cơ. Wow, rất là xịn sò nhé. Đây, một hộp của nó sẽ như này, một hộp nhựa trong suốt nhé. Đây anh em nhìn nhựa trong suốt này, rất là đẹp nhé. Hộp nhựa này là của Nhật luôn, chứ không phải là hàng được sản xuất tại Trung Quốc xong rồi đưa về Nhật rồi bỏ dụng cụ ở đâu. Nó là full hết của Nhật, full bốc của Nhật luôn. Đó, nhựa Nhật này, bên trong này cũng của Nhật luôn, rất là xịn sò nha anh em. Anet này, đấy, AOA này, 19RW kép này là cái model của cái em Cle này. Đấy. Đấy, mở cho em xem nhé. Wow, anh em nhìn đẹp không? Đấy, bên trong này nó có một cái phe này, nó có hai cái phe cho gài cho anh em luôn. Đây, một phe đây nữa. Đó, và nó có hai đầu đây nha anh em. Hai đầu này đều là size 19mm hết. Đó, và đặc biệt một cái đầu này nó được trang bị bánh cóc ở trong này. Đây, anh em có thể dùng bánh cóc này sử dụng để đảo chiều. Đó, anh em chỉ cần lật lại để anh em sử dụng đảo chiều là được. Đó, đây gọi là tay đắc nhanh, những người dùng tay đắc nhanh. Đó, là một em cờ lê nhanh. Đó, cờ lê có bánh cóc nha anh em. Rồi trong này nó sẽ có một tờ giấy hướng dẫn. Đây, một tờ giấy hướng dẫn như thế này cho anh em nhé. Đó, chi tiết hướng dẫn. Đây. Đó, một tờ giấy như thế này. Nó sẽ có chi tiết sản phẩm, hướng dẫn sản phẩm ở trong này cho anh em nhé, các khuyến cáo. Đó, rất là đầy đủ cho anh em nhé. Ok chưa? Rồi. Nhìn khá là xịn sò ấy. Rồi, trong này nó sẽ có một em lục giác nhỏ. Đây, một em lục giác nhỏ nhé. Đấy, và các cái đầu tiếp đấy ở trong này. Đó, một đầu 4 cạnh này và các cái đầu khẩu 10, đó, từ 10 đến 24 và đặc biệt của dòng này là dòng 12 cạnh. Đấy, anh em cũng biết là dòng 12 cạnh thì khả năng mà khi nó sử dụng nó ôm ốc các thứ rất là tốt. Đấy, nó tránh cái tình trạng mà bị trợt. Đấy, và nó cho các cái góc ôm của mình nó có khá là nhiều cái hướng góc để sử dụng nó rất là thuận tiện. Đấy, nhiều khi các cái góc hẹp nó cái cho mình cái giải sử dụng nó cực kỳ là hạn chế, thì cái dòng 12 cạnh này nó hỗ trợ nó làm việc trong không gian thế rất là tốt luôn ấy. Đây, khi anh em sử dụng ấy thì anh em chỉ cần gắn vô thế này thôi. Đây, anh em gắn vô vậy nhá. Rồi, sau đó thì anh em sử dụng phe, anh em sử dụng cái phe này anh em gắn vào đây, đây này. Đó, các bác nhấn vào là được. Đó, như thế này nha anh em, nó không có bị rớt. Đó, anh em có thể trang bị một lúc hai đầu luôn. Đó, đây, các bác có thể trang bị một lúc được hai đầu như thế này. Ok chưa? Đó, quá ok luôn nhé. Đấy, em có thể trang bị một lúc được hai đầu như thế này.
Đó, còn khi gỡ rất đơn giản thôi, anh em có cái mũi vít mỏng mỏng ấy, thì anh em có thể gãy, em có thể gạt cái lẫy ra, tại vì nó sẽ có chừa một khoảng thế này để cho mình dùng cái mũi vít mới dẹp ấy, để mình bẩy nó ra, để mình tháo. Rất là tiện lợi nhá. Em này tháo rất dễ. Để em xem có cái mũi vít dẹp nào ở đây không. Anh em chờ em tí nhé, để em xem có mũi vít dẹp nào ở đây không. Em có đây nha anh em. Đây này. Anh em dùng anh em chỉ cần cho cái mũi vít vào đây này, mũi vít dẹp vào đây này. Anh em bẩy ra. Đấy, nó ra rồi. Nào, như thế là đã ra mất tiêu rồi. Rất là đơn giản nhá. Đấy. Đây. Đây, như vậy là ra rồi nha anh em. Đó. Vậy là ok rồi. Đấy. Nó cực kỳ là đơn giản luôn. Đấy, cái ở cái phần này nó sẽ có một cái ron cao su đây, để nó khi anh em lắp vào thì nó sẽ ôm, nó không có bị lắc, không bị rơ. Rất là tiện lợi nhé. Rồi, còn đây là một em mũi vít, nó trang bị cho một mũi vít bốn cạnh. Em này là em BH2 nha anh em. Đó, một mũi vít bốn cạnh BH2 nhé. Đó, chiều dài của mũi này chỉ có 19mm thôi. Cực kỳ là nhỏ. Và ở đây nó có một cái nam châm. Đấy, đặc biệt đây nó có một cái nam châm nhé. Đây là cái nam châm trợ lực hút, nó để cho anh em hút ốc. Đấy, anh em theo một cái nam châm, khi anh em siết thì nó sẽ hút ốc, nó không có bị tránh tình trạng bị rơi. Đó. Và cái lục giác, mục đích cái lục giác này á là sẽ dùng để tháo cái mũi vít này ra. Đây, sẽ có một cái lỗ ốc lục giác ở dưới đây này. Mình sẽ dùng để tháo nó ra nhé. Đấy, em chỉ cần vặn ra. Xong em tháo cái mũi vít này ra là được. Anh em theo. Đó. Rất là tiện lợi nha, mình có anh em có thể mua mũi vít ngắn ở ngoài vào để thay thế sử dụng nữa, cho nên là rất là ok, nó không phải là cố định, cho nên là cực kỳ thích hợp cho anh em sử dụng luôn. Đó, anh em chỉ cần gắn cho nó vừa đủ thôi. Đó, một cái độ dài vừa đủ, sau đó anh em siết vào là được. Đấy, như vậy là ok nha anh em. Ok chưa. Đấy. Trong cơ bản là dòng này nó có cái phốt cao su ở đây này. Đấy, một cái phốt cao su ở đây, nên là anh em lắp vào ấy thì nó sẽ khá là cứng nhé. Nhưng mà được cái nó sẽ rất là khít chặt, nó tránh tình trạng bị rơi rớt khi anh em mà sử dụng. Đó, cực kỳ là tiện lợi luôn. Đó, mình dùng lực mình ấn xuống một tí để cho nó vào là được. Anh em thấy không? Đó, ok chưa? Đây, AOA nha anh em. Bộ này là bộ AOA 19S4. Bác nào có nhu cầu thì nhắn tin qua Zalo cho em nhé. Đó. Một bộ nó sẽ như thế này cho anh em. Xịn sò chưa? Đó, một hộp này rất là xịn và chắc chắn nha anh em. Nhựa này thì cảm giác nó khá là dai ấy, chứ không phải là cứng hay là ọp ẹp đâu. Nhựa này cảm giác cho mình một cảm giác rất là dai, nên em sử dụng ấy thì nó sẽ bền. Đấy. Đây. Và cái mức giá của bộ này nó đang rơi vào tầm khoảng là 3.173.000 nha anh em. 3.173.000 cho một bộ AOA 19S4 như thế này. Đấy. Một bộ cờ-lê đa năng. Đây, dùng cái nam bạn ốc. Một cờ-lê tự động đa năng. Rồi. Tiếp theo này. Ở đây em đang có một cái cán tua vít tự động. Đó, đảo chiều. Em này là một dòng gần như là cao cấp của nhà Anet luôn, No 397. Đó, em này là No 397 nha nè. Thì cán, phần cán ngoài nó sẽ làm bằng nhựa. Đấy, nhựa chịu lực. Đấy, nhựa này nhựa chịu lực nhá. Nên là khi anh em siết mạnh cũng không phải sợ cái vấn đề mà nó vỡ đấy, hay nó hỏng. Và nó được bọc cao su. Đấy, nó được bọc cao su xung quanh, cho nên là cảm giác khi anh em mà cầm nó khá là êm tay. Và lúc mà rơi thì nó sẽ giảm sốc, giảm chấn, để tránh cái tình trạng nó tổn thương đến những cái phần nhựa bên trong này. Nó giảm đi rất là kể, rất là nhiều. Đó này, anh em sử dụng có rơi rớt thì cũng không sợ. Đó. Và đằng sau này nó đều có logo của nhà Anet nhé. Đây, nó 397 này. Và đây là một dòng nó tới 72 răng. Đó, 72 bánh cóc, thì cho nên là cái độ bền và cái độ êm của nó rất là tốt. Đó, cái độ êm thì khỏi phải nói rồi. Em nghe tiếng này, coi độ êm của nó nhé.
đúng không ạ? Đó. Còn độ bền thì đối với dòng mà nó nhiều răng á, thì cái khả năng mà mài mòn của nó sẽ giảm đi so với cái dòng mà nó ít. Những cái dòng chẳng hạn như 52 răng hoặc 45 răng các thứ ấy, thì nó sẽ 52 răng hoặc là 18 hay 16 gì đấy, thì những đối với những dòng đấy thì cái bánh răng nó tiếp xúc liên tục với nhau nhiều cho nên là cái độ mài mòn nó rất là nhanh. Còn những cái dòng mà nó nhiều răng hơn thì cái các cái vòng quay các cái bánh răng tiếp xúc với nhau nó sẽ giảm đi, cho nên là nó sẽ cái độ bền á của nó sẽ được tăng hơn, nó cải thiện cái tuổi thọ khi em sử dụng. Đấy, nó đặc biệt của cái dòng này 72 răng. Và tiếp theo là cái phần lẫy chốt để cho anh em sử dụng thì nó sẽ có 3 chế độ. Một là khi em đang gài ở giữa đây, và đây là chế độ khóa nha anh em, thì anh em sẽ không có đảo chiều được. Đó, đây là chế độ khóa nha anh em, nó không đảo chiều được, nó không giống những dòng thông thường. Còn thông thường chỉ có gạt trái hoặc gạt sang phải thôi, nhưng mà dòng này nó sẽ có thêm khóa răng, răng này nó không có chạy răng được nữa. Đó này. Còn khi anh em gạt sang trái nhé, đây em đang đem gạt sang trái nhé, thì nó sẽ vào là chế độ siết theo chiều kim đồng hồ. Còn khi mình gạt hết sang phải, nó sẽ là chiều ngược kim đồng hồ này. Đấy anh em theo chiều ngược kim đồng hồ đó. Đấy đó, là em cũng thấy là đi kèm nó sẽ có một em mũi vít như thế này. Đó, mũi vít này là dài 135 nha anh em, hai đầu BH2 và -6 ly. Đấy, và nhà Anet luôn. Đó. Dòng này thì nó có độ cứng khá là cao ấy. Thế nên là khi anh em dùng thì anh em lưu ý là anh em đừng có dùng cho máy bắn pin quá tải, tại vì nó sẽ dễ gây ra là nó giòn nó gãy. Đó, dòng này đa số là dùng cho anh em siết tay là chủ yếu. Còn mà anh em dùng cho máy bắn pin thì em sẽ có dùng cho anh em dòng máy bắn pin. Đây. Để em báo giá cho anh em No 397 này luôn nhé. No 397. Đó. Giá của em No 397D này hiện tại đang là 502.000 nha anh em. Đây, No 397D hiện tại đang là 502.000 nhé. Thân này mũi vít này cũng của nhà Anet Japan luôn. Sao mà nó lấy nét gần chán thế. Đấy. Rồi. Tiếp theo này, đây là một em máy bắn mũi vít hai đầu dành cho máy bắn pin luôn nha anh em. Mũi vít hai đầu dành cho máy bắn pin luôn nhé. Em này là dùng cho máy pin 18V và hỗ trợ cho đến lên máy 40V nữa. Đó, cho nên là cái khả năng của em này sử dụng cực kỳ tốt luôn. Em này là dòng hai đầu BH2, dài là 110. Độ cứng của nó là lên tới 62.5 HRC. Đó là em thấy là một cái độ cứng nó cực kỳ là tốt nhé. Đấy, cho nên là em này chuyên cho anh em dùng bắn pin vít hoặc là các vít dù tôn các thứ đấy. Rất là ok nhé. Vít tự khoan ấy. Đấy, quá ok luôn ấy. Đây. Cộng 2 này, 110 này, 62.5 này, 18 với 40V nha. Đấy, dòng này thì độ cứng nó siêu cao luôn. Rồi, tiếp theo là thêm một em nữa. Đây là em, cũng là em hai đầu, nhưng mà dòng này nó sẽ ngắn hơn. Và cái độ cứng của em này thì nó sẽ thấp hơn em kia một xíu thôi. Đấy, thì em này chỉ dùng máy bắn pin là tối đa là 18V nha nè. Đó, thì em lưu ý nhé, đây 18V. Đó, dòng này cũng thiết kế giảm chấn ở thân. Và đầu cũng là hai đầu BH2. Chiều dài của em này chỉ có 65 thôi. Đó. Đây. Em nào có nhu cầu thì nhắn tin qua Zalo cho em nhé. Đó, anh nào có nhu cầu đặt hàng thì các bác chụp ảnh lại xong gửi qua cho em nhé. Là được. Rồi. Tiếp theo đây. Đây là một em đấy. Tiếp theo đây là một em Tuvit Mini. Mini nha. Em này là No 3450 cộng 0 x 75 nha anh em. Cộng 0 x 75 nhé. Đây, bốn cạnh này, đầu là cộng không, đầu này khá là bé. Còn bình thường anh em dùng để tháo các cái linh kiện điện tử là nhiều. Hoặc là các linh kiện điện tử thì các con ốc nó khá là nhỏ, nên là thường dùng cho anh em là trong quá trình lắp ráp những cái hoặc là sửa chữa những cái linh kiện điện tử đấy. Trong các cái mạch đấy, vỉ mạch các thứ. No 3450 nha anh em. Em này là cũng của nhà Anet, chiều dài thân là cộng 0.75. Và cán núm đỏ đây này là nó cũng sẽ hỗ trợ xoay cho anh em này. Đấy, em giữ cái phần cán đỏ đây rồi nhé. Nó xoay cho anh em này. Đấy, anh em theo. Đó. Anet. Đây, cái phần bao bì này nhìn nó hơi sần sần. Nên là các bác nhìn nó cảm giác nó hơi cũ mà bên trong. Nhưng mà bên trong nó mới nguyên nha. Cái phần vỏ này nó bị giống kiểu nó bị hơi hay gì đấy. Nên là cảm giác nó hơi xám xám sần sần một tí. Rồi. À quên, em báo giá cho anh em là cái 3450 này nhé. 3450. Rồi, em cộng 0.75 này mức giá đang là 97.000 nha anh em. 97.000 cho một em cộng 0.75 này nhé. Rồi còn về mũi vít. Em xem nào. Đối với cây
ART2065N này, cái cây dài 65 này nhé. Cây dài 65 này đang rơi vào là 116.000 nha anh em. Đó, còn đối với cái cây mà ABRS 2110 này đã giá đang là 165.000 cho một vỉ như thế này nha anh em. 165.000 cho một vỉ như thế này nhé. Ok chưa? Đấy. Để em đi hết mấy cái model của nhà Anet cho anh em. Rồi tiếp theo này, giới thiệu cho em một dòng mũi vít ngừa ngắn mạch à. Đó. Dòng ASB12100 nha anh em. ASB12100 nhé. Các bác chờ em tí. ASB1 đấy, bộ này là bộ ngăn ngừa động mạch nha em. Đấy, bộ đây là dòng mũi vít ngăn ngừa động mạch nhé. Đấy, nó sẽ có khá là nhiều kích thước từ BH1, BH2 và cho đến BH3 cho anh em lựa chọn. Đấy là đầu bốn cạnh anh em, bốn cạnh BH1, BH2 và BH3 cho anh em lựa chọn. Thì trên tay em đây đang là một em BH2 cộng 2 nhân 100, chiều dài của mũi này là 100. Đây là cái dòng ngăn ngừa động mạch ASP12100 này. Này thì anh em sẽ dùng được cho máy bắn pin là 18V nha anh em. Đấy, em thấy là ở cái phần thân này nó sẽ được bọc nhựa nha anh em. Thường thường thì những cái dòng này á, thì anh em sẽ sử dụng ở trong những anh em thường hay sửa chữa trong tủ điện các thứ ấy. Tại vì nó thường sử dụng trong cái môi trường mà có điện hoặc là những cái nơi mà có nguy cơ mà chập điện các thứ ấy, thì anh em sẽ dùng cái dòng này rất là nhiều. Hoặc là những cái ở cái khu vực mà ổ điện các thứ nó có những cái góc hẹp, những cái lỗ để anh em sử dụng, anh em vặn vít ấy, thì nó sẽ có những cái lỗ con ốc nằm ở trong sâu. Và những cái lỗ đó thì cái đường kính nó thường thường thì nó sẽ có hạn, không phải là những cái đầu mà thân 6 ly như thế này, 6.35 như thế này, hoặc 6 ly có thể nhét vừa. Đó. Nhưng mà đầu này được làm nhỏ lại cho anh em này, em thể thấy này, phần thân này được làm gọn lại cho anh em nhé. Đó, phần thân này làm lại cực kỳ là bé luôn. Để em xem là nó chỉ rơi vào tầm đây thì em không có ghi, em này thì khoảng 5 ly. Đó, em này thân em này chỉ khoảng 5 ly thôi. Đó, cái bản thân của em này chỉ rơi khoảng 5 ly cho anh em thôi, là phi 5. Phi của cái phần thân này là 5 ly nha anh em. Đó, Japan này, ở trên bọc này sẽ có chữ Japan này, rất là đẹp. Và em này là BH2 nhé. Rồi, anh em thấy ok không? Và cái mức giá ASB1, anh em chờ một tí để em check lại cái mức giá của ASB1 nhé. Rồi, cái mức giá của em ASB12100 này hiện tại đang là 161.000 cho một em BH2 dài 100 như thế này nhé. Rồi để em đi tiếp em tiếp theo đi cho anh em là mấy cái dòng mẫu hiện tại của nhà ngăn ngừa rãnh mạch này. Rồi, để em bỏ vào luôn để cho nó đỡ phải phải cái. Bác nào mà có nhu cầu mua thì anh em chụp ảnh lại xong em gửi qua cho em nhé, thì em sẽ báo giá lại cho anh em cho nó chuẩn xác. Rồi, 2100. Và size to hơn sẽ là size 2150 nha anh em. Đấy, ASB12150 nó sẽ là size to hơn. Bác chờ một tí. Đây là dòng 2150 nha các bác. Đây là dòng 2150 này, đây 2150 là dài hơn. Đấy. Đây. Nó cũng là thân 5 ly hết nha anh em. Cũng là thân 5 ly hết. Đầu BH2 nó chỉ khác là chiều dài nó sẽ dài 100 thôi. Còn về mức giá để em xem, cái này có giá đi sẵn đây. Giá này đang là 181.000 nha anh em. 181.000 nhé. Đấy. 181.000 cho một em đầu BH2 dài 150 ngăn ngừa đoạn mạch.
này thì anh em mà làm trong tủ điện thì em thấy thực sự em này rất là cần thiết đó. Anh em là mà sửa chữa bảo trì hoặc là lắp ráp đấy, lắp ráp tủ điện các thứ thì làm cái em này cho em nhé, vừa bảo đảm vừa an toàn nữa. Rồi size nhỏ hơn là đầu bếp H1 nha anh em. Thì ở đây em đang có hai size là size dài 100 và cũng là một size dài 150 luôn. Đây là em dài 150 nhé. Đó. Em này dài 150 thì mức giá cũng là 181. Còn đối với em dài 100 thì mức giá của em nói thì nó cũng rơi vào tầm là 161 thôi. Đó, nó cũng không có khác gì nhiều so với dòng bếp H2. Hai em này nó sẽ bằng giá với nhau. Đấy, đây. Đầu BH1 nha anh em. Đấy. BH1. Nó dài một em là dài 100, một em dài 50. Thân vít này. Ở phần thân này. Đấy, cộng 150 này. Em BH1 này thì thân nó sẽ nhỏ hơn nha anh em, nó chỉ cái phần thân phi nó chỉ có 4.5 thôi. Anh em nhìn thấy nó nhỏ hơn rất là nhiều. Japan. Đấy. Đầu BH1 thì nó sẽ nhỏ hơn, dùng cho anh em dùng các ốc bé. Đấy, bác nào có nhu cầu thì cứ nhắn qua Zalo cho em là được nhé. Rồi. Ở đây thì em đang còn một em BH3 nữa. Em này là BH3 cộng 3 x 150 nha anh em. Đó là đầu BH3 hoặc cộng 3 hay gọi là No 3. Đây. Cái dòng No 3 này thì cái phi của nó sẽ to hơn, phi nó là phi 6. Đó, chứ không phải phi 5 hay phi 4.5 nữa, tại vì dòng BH3 cơ bản là cái con ốc nó đã to rồi. Cho nên là cái phần thân nó cũng sẽ là phi 6. Này. Nó cũng các em cũng thể dùng cho máy bắn pin từ 18V nhé anh em. Đấy, anh em mà đừng có dùng công suất quá, nó sẽ ảnh hưởng đến cái đầu ốc của nó. BH3 này, em này dài 150 nhé. Phân biệt là màu xanh lá nhìn rất là đẹp luôn. Cộng 3 x 150 Japan phi 6 này, 18V này. Đấy, của nhà Anet nhé. Cái này thì các cái dòng này thì đa số là chuyên dùng cho anh em máy bắn pin rồi, các anh em dùng vặn tay thì cũng được. Đó, cơ bản là đều rất là ok. Và cái mức giá của em BH3 này ấy, hiện tại nó đang rơi vào tầm khoảng là 3150, là nó sẽ rơi vào tầm là 202.000 cho một em này nha anh em. 202.000 cho em BH3 như thế này nhá. Đấy. Anh em nào có nhu cầu thì cứ nhắn qua cho em nhé. Rồi. Đó là một số dòng của nhà Anet này. Còn tiếp theo ở đây là em đang có một em kìm cắt không rỉ của nhà Top nha anh em. Là một em kìm cắt không rỉ, em này là ENI115. Em này thì đa số là anh em dùng cắt dây thép mỏng hoặc là cắt nhựa. Đấy, em này thì dùng cắt dây thép mỏng là từ 0.13 đến 1.2. Đấy, dòng chuyên em cắt dây thép mỏng nhé. Này, cái lưỡi. Riêng đối với em đánh giá cao cái dòng thép không rỉ này của nhà Top nhé. Tại vì cái chất thép rỉ em thấy gì đâu, cái phần thân thép này nó cực kỳ là dày luôn. Đôi khi nó còn dày hơn những cái dòng kìm thông thường. Đấy. Thiết kế là lò xo chữ V nhé, lò xo V này, chứ không phải là lò xo cuộn giống như thông thường. Đấy, lò xo V, chứ cũng không phải lò xo lá. Đó, lò xo chữ V này. Đấy. Em này là kìm cắt không rỉ. Thân là bằng thép không rỉ hết, cán là cán nhựa, cán là cán nhựa nhé. Cảm giác nó cho cảm giác cầm nắm khá chắc chắn anh em, không cảm giác ọp ẹp đâu. Đó, cảm giác cầm nắm này khá chắc chắn. Và cái mức giá của em này rơi là 754.000 cho một em này nhé. Bác nào có nhu cầu thì cứ chụp ảnh lại gửi qua em. Rồi, nhưng mà đấy thì cũng giới thiệu rồi. Đây em giới thiệu cho em một em HM38M nha anh em. Đây một em HM38M nhé. Này. Dòng là dòng con sâu ngược chiều nhau nhé. Đấy, dòng này thì nó sẽ xử lý cho em về cái độ sai số khi anh em siết. Rất là ok. HM38M. Xem cái mức giá. Và cái mức giá hiện tại của nó đang rơi vào tầm là 38, thì nó rơi vào là 862.000 cho một em này nha anh em. 862.000 cho một em HM38 nhé. Đấy. Bác nào mà có nhu cầu nào thêm thì bác cứ nhắn qua cho em nhé. Rồi. Tiếp theo này. Đây là một em kìm cắt thép CN130S. Đây là dòng vừa có lò xo vừa có lỗ tút dây luôn nha anh em. Dòng cắt dây thép CN130S. Em này là anh em dùng cắt dây thép và dây điện đều rất là ok. Đó, tại vì nó có hỗ trợ cho anh em thêm một lỗ tút dây điện ở phần mũi kìm nữa. Cho nên là em này thì em cảm thấy thì nó khá là đan nan. Còn về mức giá của em này, hiện tại nó đang rơi vào tầm khoảng là 303.000 cho một em này nha anh em.
dòng có là so đấy, cái dòng có là so nhé, nó sẽ tự bung em sử dụng đấy. Này đa số nó tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi anh em ấy đấy. CN130S nha anh em, mức giá là 303.000, thì bác nào mà có nhu cầu thì nhắn qua cho em. 303.000. Rồi tiếp theo giới thiệu cho anh em một em hàng kìm TM08, được một dòng kìm đa số là cho anh em làm thủ công là nhiều. Đó, và cái chất liệu của em này nó cũng cán kết các thứ, nó cũng khá là xịn sò hơn ấy. Đây là một em TM08 anh em thấy là cái phần bao bì nhìn nó đã khác rồi. Đấy, nhìn nó cảm giác nó xịn hơn ấy. Đó, đây, em TM08 nhé. Một em kìm mũi nhọn. Đấy, một em kìm mũi nhọn nhé, không răng. Đặc biệt của em này là không răng nha nè. Một em kìm mũi nhọn không răng nhé. Đây, một em kìm chéo mũi nhọn. Đây, phải thấy là cái phần mũi này được thiết kế chéo nhé. Này, được thiết kế chéo này. Nó được phần nó đút qua em này. Đấy, làm một cái khuôn thì bắt đầu xong nó sẽ rỗng, bắt đầu nó đút qua. Đấy, TM08 Tosu Dam Made in Japan. Hình logo đặc trưng của nhà Tosu rất là đẹp. Đấy, phần đây là phần mũi nhọn, không, đặc biệt là không răng nha, hàm phẳng. Đấy, hàm phẳng đặc biệt. Đấy, đặc biệt là hàm phẳng nhé. Cán này, cán là cán đúc. Đấy, cán đúc và nó cho anh em một cái độ đàn hồi rất là tốt. Cầm cảm giác nó êm tay nhé. Còn khi em cũng cầm tay trần rồi, cái cảm giác cầm tay trần nó rất là bám. Cái phần này giống kiểu nó bọc một lớp cao su khá là mềm ấy. Đó. Và lò xo là thép lá chữ V. Đấy, thép lá đây. Thép lá chữ V đây nha anh em. Đấy, thì cái lò xo này dùng cực kỳ là bền luôn. Đấy. Còn về mức giá, để em check cái mức giá hiện tại của em TM08. Em chờ tí. Mức giá tại nó của em nó đang rơi là 440.000 cho một em TM08 như thế này nha, một em kìm nhọn thủ công, hàm phẳng, đặc biệt là hàm phẳng nha anh em. Đó, em này thì cái dòng này kìm này, cái mũi nó cũng không phải nhọn, nó không phải dài đâu, nó sẽ vừa phải thôi. Anh em làm thủ công thì có rất nhiều những cái món nó phải cần dụng đến em như thế này. Khá là nhiều ấy, hàm phẳng. Nó giúp cho anh em khi anh em cầm, anh em kẹp, anh em uốn các thứ nó không có bị chảy cái sản phẩm. Nên là cũng là một số cái dòng mà cho anh em làm thủ công handmade cũng khá là đặc biệt. Rồi, tiếp theo đây là một em lục giác chữ T nhé, TL3. Đấy, TL3, đây, một em lục giác chữ T này. Em này là dòng 3 ly nhé, thân là em này thân thép. Đây là một dòng thân thép. Và cái phần đấy nó có một phần nhựa thế này để cho anh em xoay nhanh, hỗ trợ cho em xoay nhanh. Đấy, rất là ok luôn, TL3, đầu thường nhé. Và đây, giới thiệu em đây là một em TL 3.0B. Đó, TL 3.0B. Đây là một em dòng đầu bi. Đấy, đây là một dòng đầu bi cho anh em nhé. Đây, TL 3.0B này, một dòng đầu bi thật Sonora này. Đây, đầu bi nhé. Một dòng đầu bi, một dòng đầu thường. Này, em thấy không? Này, tùy nhu cầu thôi. Anh em nào ưng đầu bi thì việc này dùng đầu bi. Anh em dùng đầu thường thì đa số thì em thấy là anh em này dùng đầu bi cũng khá là nhiều. Nhưng mà về giá thì cái đầu bi lúc nào nó sẽ đắt hơn. Nhưng mà đặc điểm của dòng đầu bi thì anh em cũng có thể dùng. Khi anh em vặn ốc ấy thì anh em cũng có thể sử dụng ở cái góc nó nghiêng, như một góc khoảng 40-45 độ. Đó. Đấy. Đấy. Khoảng 10-15 chứ. Đấy, thì anh em sử dụng nó rất là ok. Đây nè, khoảng 25 độ chứ. Đấy, em hay bị nhầm ở cái phần độ đấy. Nó sẽ anh em sử dụng một góc nghiêng nó khoảng 25 độ, tối đa là khoảng 25 độ để cho anh em siết. Nhiều khi đôi khi có những ốc nó nằm ở những cái góc cái hướng ấy, nó sẽ hơi nghiêng một chút, thì khi anh em sử dụng những cái dòng đầu bi này thì nó khá là tiện lợi. Đó. Rồi TL 3.0B và TL 3.0. Còn về mức giá thì hiện tại cái mức giá của em TL 3.0 ấy thì nó sẽ rơi là 339.000. Đây, 339.000 cho cái em đầu thường. Còn đối với em đầu bi ấy thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 394.000. Đấy, nó trên nhau khoảng 5-6.000 gì đấy thôi. Đó là những cái dòng xe nhỏ, xe to có thể sẽ trên nhiều hơn một tí. Đấy, xe to có thể trên một tí nhưng mà nó không bao nhiêu, không đáng kể. Đó.
Đó, cái này thì em có size tối đa là size 10mm đối với dòng T từ Sumra này. Nên là anh em nào có nhu cầu thì cứ nhắn qua Zalo cho em hỗ trợ thêm về giá hoặc là những hình ảnh thông số anh em cần ấy. Đấy. Em hỗ trợ anh em cho nó nhanh nhé. Một hộp như này nó rơi khoảng tầm là 10 chiếc. Đấy. Một hộp dòng TL3 nó khoảng 10 chiếc. Đấy. Rồi. Tiếp theo đây là em có thêm một dòng lò xo. Đấy, lò xo. Và đây là dòng lò xo chuyên dùng cho em thay thế những cái dòng kìm mà như thế này. Đấy, dòng kìm có lò xo của bên em. Đấy, còn về nó có giống bằng lò xo với các hãng khác hay không thì em cũng chưa thử, nhưng mà chắc là nó cũng sẽ na ná như nhau thôi. Đó. Còn đây là lò xo thay thế. Đó, khi anh em mua những cái dòng kìm này của bên em về anh em sử dụng ấy mà nó bị gãy hoặc là bị rớt trong quá trình em sử dụng ấy, thì anh em cũng có thể mua thay thế. Các bạn thử, cái lò xo này nó cũng khá rẻ thôi, nó chỉ có khoảng 6.000 một cái thôi, nên là cũng giá khá là rẻ. Đây là một dòng nhỏ, dòng này dùng cho những cái dòng kìm mini. Đấy, nó có dòng to hơn. Đây, dòng thang 4 này. Đây, em sẽ mở ra cho anh em xem và em thay thế cho anh em xem nhé. Các bạn thấy thay thế nó khá đơn giản thôi. Đây, đây là một em lò xo này. Đấy, để em mở ra nhé. Đây là một cái em CN130S này, nãy em mở cho anh em xem rồi. Đây, lò xo đây nhé. Chẳng hạn lúc mà nó bị rớt, nó hư, nó rớt mất. Đấy, chẳng hạn nó rớt mất nhé. Thì anh em mua về anh em thay thế. Đây. Đấy. Và lúc mà anh em mà mua để anh em thay á thì anh em lưu ý là anh em phải xem là cái anh em báo là cái model anh em đang dùng ấy cho em, thì để em ra thì em bán để em báo cho anh em cái lò xo cho nó chuẩn theo đúng cái kìm mà anh em đang sử dụng, không thôi lại nhầm mất lò xo to, lò xo bé hay là ngắn hay dài thì nó sẽ anh em mua về anh em không có sử dụng lại được thì nó rất là tiếc. Nó còn nó không cái em này không bao nhiêu tiền nhưng mà nó tiếc mất cái phí vận chuyển, cái thời gian nó rất là tiếc nhé. Nên là khi anh em mua thì anh em lưu ý giúp em là báo lại giúp em cái model anh em đang dùng để em báo cho anh em cái lò xo nó phù hợp với cái kìm anh em đang sử dụng. Đó, một cái lò xo chỉ có 6-7 nghìn một cái thôi, cho nên là nó anh em mà vận chuyển đi lại nó cực kỳ mất thời gian, nó rất mất thời gian luôn đấy. Này thì cái lò xo này nó khá là cứng cho nên là phải dùng đến tua vít hoặc kìm, tại vì cái móng tay em vừa cắt móng tay mất cho nên là sử dụng nó hơi vướng, hơi cấn. Đấy. Rồi. Rồi, em này chỉ khoảng 6-7 nghìn một cái thôi. Cho nên là bác nào có nhu cầu thì cứ nhắn vào cho em nhé. Đấy, lò xo nó chỉ khoảng 5.500 một cái thôi em ạ. Đấy. Rồi. Thì video của em xin kết thúc tại đây nhé. Cảm ơn em đã theo dõi. Anh em tên nào thấy hay thì em xin một like, một subscribe. Còn anh em nào mà có ý kiến nào thì các bác cứ nhắn qua Zalo hoặc em comment ở dưới để em có thể ra những video sau tốt hơn, phục vụ nhu cầu cho anh em nhé. Rồi, chúc anh em có một ngày làm việc tốt lành. Chào anh em nhé.